Và sau đây, bartender Zilog sẽ hướng dẫn các bạn món Mai Tai. Bước đầu tiên, vẫn như tất cả ly cocktail, chúng ta sẽ chill ly. Đối với ly Mai Tai này thì các bạn có thể sử dụng Standard và Boston để pha chế. Ở đây thì mình sẽ sử dụng Boston. Đầu tiên chúng ta sẽ có 25ml tăm trắng. Và 25ml răm đen. Amaretto, rượu bùi hạnh nhân. Chanh. Và chúng ta sẽ sử dụng từ 10 đến 15ml đường tùy khẩu vị của khách hàng. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 15ml đường. Sau đó các bạn cho đá vào xích. Khi rót ra ly, các bạn sẽ sử dụng double tray. Các bạn nhớ là trước khi rót ra ly thì chúng ta phải gạn nước nha. Và cuối cùng chúng ta sẽ decor bằng một lát cam khô. Chúng ta sẽ khò nhẹ qua để lấy được tinh dầu từ lát cam khô này, giúp cho ly cocktail Mai Tai của chúng ta tròn vị hơn.